Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân quyện Châu Thành khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quyện, đến dự có Quỹ chiên ban thường vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh quỹ Trần Giang Dũng. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử quyền đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 và xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu và thông qua nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân quyền, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Dương Phong Linh, Phó Bí thư Thường trực Quyền quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền khóa 11, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền khóa 12. Bầu bà Đặng Thị Tố Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền khóa 11, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền khóa 12. Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Bí thư Quyền ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền. Ông Phạm Văn Thật và ông Hà Minh Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền. Kỳ họp cũng đã bầu 11 thành viên Ủy ban Nhân dân quyền 17 chị hội thẩm tòa án nhân dân quyền nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về nội quy hoạt động của Hội đồng Nhân dân, thành lập tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021. Dịp này có một tập thể 4 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen 21 tập thể 87 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện Tân Trụ và tập đoàn Thắng Lợi vừa tổ chức lễ khởi công khu chỉnh trang đô thị Lạc Tấn, ấp 5 xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ với quy mô 30 căn shop house, một trệt, 3 lầu. Lãnh đạo huyện Quế Tân Trụ đến dự và phát lệnh khởi công. Khu chỉnh trang đô thị Lạc Tấn được xây dựng theo mô hình khu nhà ở thương mại có quy mô gần 7.000 m2, tọa lạc tại chợ và Ủy ban nhân dân xã Lạc Tấn cũ. Dự án do tập đoàn Thắng Lợi làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng. Thời gian thi công 18 tháng dự kiến đến cuối năm 2022 hoàn thành toàn bộ công trình. Dự án khu nhà ở thương mại được thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu cổ điển và văn hóa châu Á, bao gồm 30 căn shop house, một trệt, ba lầu với không gian rộng rãi phù hợp cho sinh hoạt gia đình và kết hợp kinh doanh buôn bán. Dự án khu chỉnh trang đô thị Lạc Tấn sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo diện mạo mới cho xã Lạc Tấn và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng công nghiệp thương mại dịch vụ mà quyền Tân Trụ đã đề ra. Sau 3 năm tập trung phát triển, tỉnh Long An có trên 200 hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, nông nghiệp. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn, các sạp viên hoạt động trời dẫn đến một số đơn vị đã phải giải thể. Tính đến tháng 5 năm 2021, trong số hơn 200 hợp tác xã thì có 21 hợp tác xã, hai liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp đã phải giải thể. Một số hợp tác xã khác đã ngưng hoạt động để thực hiện thủ tục giải thể. Theo nhiều nông dân, nguyên nhân của việc hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã hoạt động không hiệu quả do khó khăn về vốn, thiếu cơ sở vật chất, xã chiêm hoạt động rời rạc. Trước thực trạng trên, tỉnh Long An đang tiến hành rà soát mô hình hoạt động của các hợp tác xã. Theo đó, với những hợp tác xã ngưng hoạt động lâu ngày sẽ tập trung vận động, hỗ trợ và hướng dẫn hợp tác xã giải thể, tự nguyện theo quy định hoặc hỗ trợ chuyển đổi sang loại hình kinh doanh khác. Với những hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ trong công tác thực hiện các tiêu chí hợp tác xã điểm và hợp tác xã điển hình nhằm củng cố lại bộ máy quản lý hợp tác xã, công tác tổ chức đại đội thành viên thường niên, nhiệm kỳ và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Chuyển sang một số nội dung khác. Thưa quý vị, sau thời gian tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 2 tháng 6, sáng ngày 21 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Hành chính công quyền Tân Trụ hoạt động trở lại trong điều kiện công tác phòng chống dịch COVID-19 được quan tâm đúng mức. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai nghiêm túc trong lần hoạt động trở lại này. Theo đó, người đến giao dịch tại trung tâm phải thực hiện nghiêm các quy định quy trình kiểm soát y tế như đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên, giữ khoảng cách và thực hiện ra vào trung tâm theo quy trình một chiều. Người dân đến giao dịch phải khai báo y tế. Người đến từ các địa phương ngoài quyền đến giao dịch phải thực hiện test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, trung tâm cũng đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả bằng dịch vụ bưu chính công ích vừa kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa tránh tiếp xúc đông người, vừa tiết kiệm thời gian, đảm bảo thủ tục nhanh gọn. Về công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng đảm bảo thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện. Về việc trả kết quả thì vẫn thực hiện đảm bảo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh là trả kết quả tất cả qua dịch vụ bưu chính công ích sau khi tiếp nhận hồ sơ kể từ thời điểm hiện tại. À, thì ở trước cộng Bảo vệ có thực hiện là khử khuẩn do đây thì khai báo y tế có cổng vào cổng ra thì à, em thấy à, điều này nó rất là tốt vô đây làm thì an tâm, không có sợ có giữ khoảng cách an toàn. Những giải pháp phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm Hành chính công quyền Tân Trụ đã giúp người dân yên tâm hơn khi đến giao dịch, vừa đảm bảo giải quyết các nhu cầu về thủ tục hành chính kịp thời, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp hiện nay. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và vào đầu tháng 6 vừa qua đã ghi nhận 5 trường hợp thuyền viên tàu biển cập cảng quốc tế Long An dương tính với virus SARS-CoV-2. Công ty cổ phần cảng Long An đã kịp thời kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho hoạt động của đơn vị, nhất là chú trọng yếu tố nguy cơ tại khu vực căng tin. Trước đây, căng tin có thể phục vụ cùng lúc khoảng 2.000 khách, thì hiện nay số lượng này được giãn cách đáng kể, chỉ còn từ 50 đến 70 lượt khách Hoạt động ăn uống được bố trí thành 3 khu vực riêng biệt, gồm khu dành riêng cho nhân viên văn phòng, tài xế, công nhân xây dựng, sản xuất. Lúc trước thì dịch chưa có bùng phát, thì chúng tôi thì cũng tập trung ở đây ăn để thư giãn. Nhưng bây giờ dịch bệnh nó bùng phát, thì chúng tôi là giữ theo cái khoảng cách và đồng thời như là chấp hành theo cái chỉ định quy định của cảng đề ra là mình phải có cái, cái khoảng cách nên đâm ra là phải mua về. Khi cần dược cùng một số địa phương trong tỉnh kết thúc áp dụng chỉ thị 15 có thể phục vụ ăn uống tại chỗ, việc tuân thủ quy tắc 5K vẫn là giải pháp quan trọng. Theo đó, công ty yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên, các đối tác, khách hàng, đơn vị nhà thầu đang hợp tác làm việc tại cảng tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19 ngoài việc sắp xếp bố trí lại các khu vực như căng tin, bãi xe nội bộ và bãi xe chờ giao nhận hàng, đảm bảo giãn cách, lãnh đạo công ty còn chủ trương tăng cường phát thanh truyền thông các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch của địa phương để nhắc nhở liên tục đối với cán bộ nhân viên của đơn vị và đối tác không được lơ là chủ quan trước dịch bệnh. Tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, hôm nay ngày 23 tháng 6, huyện Đức Hòa có thêm một trường hợp mắc COVID-19 nâng tổng số ca bệnh trên địa bàn quyền lên 7 ca trong cộng đồng. Bệnh nhân mới ghi nhận là VTBT, sinh năm 1984, ngụ tại ấp chánh xã Đức Lập Hạ, có mã số bệnh nhân 13873. Đây là trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh phát hiện ngày 12 tháng 6 năm 2021 ở công ty trách nhiệm hữu hạn Hansel Trade, khu công nghiệp Tân Phú Trung, quận Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Y tế huyện Đức Hòa đã khoanh dùng khử khuẩn phong tỏa nhà bệnh nhân 13873, đồng thời truy vết nhanh được 6 F1, 20 F2. Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng về việc xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax. Nanogen là một trong bốn đơn vị sản xuất vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam. Vaccine phòng COVID-19 Nanocovax được công ty Nanogen phát triển từ tháng 5 năm 2020 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Vaccine này đã được chứng minh là có được những thành công bước đầu dựa trên các kết quả báo cáo giữa kỳ của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã được Hội đồng Đạo đức Bộ Y tế trong nghiên cứu y sinh chấp thuận và đánh giá tốt. Bộ Y tế và Hội đồng đã thông qua đề cương nghiên cứu triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên quy mô 13.000 người. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. Dự kiến có gần 100.000 giáo viên trong và ngoài công lập được tiêm trong đợt này. Ghi nhận tại điểm lưu động nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, hơn 300 người là cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm vaccine COVID-19. Đây cũng là nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Thường xuyên tiếp xúc với trẻ, nuôi dưỡng, chăm sóc và cho trẻ ăn hàng ngày. Nên là chị tiếp xúc với trẻ từ trẻ nhỏ đến trẻ lớn, thành ra là chị được trích ngừa để bảo vệ cho mình và cho trẻ. Tôi rất yên tâm thì cái đó cũng là một phần lợi thế để mình không mình bệnh cho bản thân mình và những người xung quanh nữa trong xã hội hơn nữa tôi là làm việc trong môi trường của những trẻ em thành ra cái số lượng trẻ em đông lắm đòi hỏi mình phải biết cách để mà phòng trị bệnh theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, được tiêm vaccine trong đợt này sẽ có gần 100.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc, bao gồm cả các đơn vị giáo dục công lập và ngoài công lập. Qua đó đã quy động gần 100 điểm tiêm lưu động với 391 đội tiêm để đáp ứng chỉ tiêu tiêm từ 200 người một điểm mỗi ngày. Về nguyên tắc là ủy ban dân sẽ chủ trì cái 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 tổ chức này có cái lực lượng của tại chỗ của địa phương và lực lượng của trường học tại mình đang mượn điểm của trường học và lực lượng của đoàn thanh niên. Sau tiêm nếu mà đo lại sinh hiệu mọi thứ ổn định thì cho về nhà và dặn dò tất cả những cái phản ứng sau tiêm cũng như những tác dụng phụ nặng hiếm gặp thì sẽ có số điện thoại hotline để liên hệ và theo dõi sau tiêm. Việc tiêm vaccine cho đội ngũ giáo viên, công nhân viên chăm sóc dạy dỗ trẻ vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ nâng cao hàng rào phòng ngự, ngăn không để dịch bệnh lây nhiễm cho đối tượng là học sinh, sinh viên, nhất là để bảo vệ an toàn hơn cho các kỳ thi sắp diễn ra của thành phố cũng như chuẩn bị cho năm học mới vào giữa tháng 8. Bộ Tài chính vừa có dự thảo báo cáo tổng kết chi thường xuyên ngân sách nhà nước, trong đó có kết quả thực hiện chi lương chi theo định mức và chi đặc thù của các bộ ngành trung ương giai đoạn 2017-2021. Cụ thể, tổng chi quỹ lương hành chính của các bộ ngành trung ương năm nay dự toán là 20.055 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước, nhưng tăng hơn 4.252 tỷ đồng so với năm 2017. Trong đó, khoản chi chiếm tỷ lệ cao nhất là chi lương, với dự toán năm nay hơn 9.030 tỷ đồng, chiếm 45% tổng quỹ, còn lại là chi định mức chi đặc thù. Nga đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 mạnh với số ca mắc mới mỗi ngày lên tới gần 17.000, với nguyên nhân được cho là do biến thể Delta lây lan nhanh cùng tâm lý chủ quan của người dân. Đáng lo ngại nhất là tình hình ở thủ đô Moscow buộc chính quyền thành phố phải áp dụng mã QR để phòng chống dịch. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Subianin cho biết, Kể từ ngày 28 tháng 6, thành phố này sẽ áp dụng mã QR để cho phép chỉ những người đã tiêm phòng vaccine, đã nhiễm COVID-19 và khỏi trong vòng 6 tháng qua hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính có giá trị trong 3 ngày mới có thể đến các cơ sở ăn uống ở thành phố này. Khả năng phòng chống virus SARS-CoV-2 của người dân sẽ được xác nhận qua một mã QR đặc biệt. Cũng tại Moscow, từ ngày 22 tháng 6 đã áp đặt lệnh cấm tạm thời các buổi hòa nhạc, sự kiện giải trí và thể thao có hơn 500 người. để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài, đặc biệt là từ người nhập cảnh bất hợp pháp. Chính quyền các tỉnh của Lào giáp biên giới với Thái Lan đang đẩy mạnh hoạt động tuần tra đường thủy trên sông Mekong. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ở các trạm kiểm soát biên giới để yêu cầu lưu lại toàn bộ thông tin về người lao động nhập cảnh, trong khi ngành y tế tiến hành các biện pháp sàng lọc và cách ly. Ở các bản, chính quyền cũng đang dẫn động người dân nhanh chóng thông báo trường hợp nghi nhập cảnh trái phép từ Thái Lan qua sông Mekong. Trước đó, những người Lào làm việc ở Thái Lan đã tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp qua sông Mekong vì không có đủ giấy tờ hợp pháp, đồng thời để tránh phải cách ly y tế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Hôm qua, Nhật Bản đã hoan nghênh việc khởi động đàm phán để Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng hỗ trợ Luân Đôn trong vấn đề này tại cuộc họp trực tuyến với bộ trưởng thương mại Anh, bộ trưởng phụ trách đàm phán CPTPP của Nhật Bản đã hoàn ngân cam kết của Anh về tư cách thành viên với CPTPP, khẳng định Tokyo sẵn sàng tham gia chủ động trong những thủ tục gia nhập của London nhằm mở rộng hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới này. Bộ trưởng thương mại Anh nhấn mạnh khu vực ấn độ dương thái bình dương đang mang lại cơ hội lớn nhất cho London và Anh rồi Liên minh Châu Âu với cam kết tăng cường liên kết với những thị trường tiêu dùng đang phát triển nhanh ngoài Châu Âu bên cạnh các đồng minh cũ. Với cương vị chủ tịch Ủy ban CPTPP trong năm 2021, Nhật Bản sẽ đứng đầu các nhóm chuyên trách dự kiến thành lập vào cuối năm nay để thảo luận về thuế quan cũng như các quy tắc thương mại và đầu tư nếu Anh gia nhập. Hôm qua, Quỹ ban châu Âu đã bật đèn xanh cho các kế hoạch phục hồi hậu đại dịch của Đức và Italy thông qua gói cứu trợ chung với tổng trị giá 750 tỷ euro của Liên minh châu Âu. Kế hoạch phục hồi của Đức sẽ nhận được hơn 25 tỷ euro từ quỹ tái thiết sau đại dịch Covid-19 của Liên minh châu Âu và phần lớn dành cho những dự án khí hậu và chuyển đổi số. Quỹ ban châu Âu đánh giá kế hoạch chi tiêu của Đức gồm nhiều yếu tố cần thiết giúp nước này thoát khỏi khủng hoảng và tăng cường khả năng chống chịu trong tương lai. Trong đợt giải ngân đầu tiên, Đức sẽ nhận được khoảng 2,3 tỷ euro. Quỹ ban châu Âu cùng ngày cũng thông qua kế hoạch phục hồi trị giá hơn 190 tỷ euro của Italy trong bối cảnh toàn bộ nền kinh tế nước này bắt đầu mở cửa trở lại. Kế hoạch phục hồi của Italy được đề trình hồi tháng 4 và đợt giải ngân đầu tiên khoảng 25 tỷ euro có thể được tiến hành vào cuối tháng 7.